Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lợi Minh. Đã lâu Lợi Minh không có livestream để chia sẻ với anh chị em các bạn về vấn đề tình hình quê hương đất nước, chính trị, xã hội, tôn giáo và con người. Trở về với quê hương, mình cảm thấy rất là tự hào là một người Việt Nam. Hôm nay Lợi Minh muốn chia sẻ với anh chị các bạn về vấn đề tôn giáo ở tại Việt Nam. Việt Nam hiện nay là một quốc gia đối với Lợi Minh nhìn thấy có thừa tự do tôn giáo, bởi vì Lợi Minh đi về Việt Nam đi rất là nhiều nơi, thấy chùa chiền nhà thờ mọc lên như là nấm vậy, và họ sửa sang lại rất là lớn, họ sửa sang lại những cái đền chùa chiền, những cái nơi mà tín ngưỡng ở Việt Nam, tôi nói chuyện bằng xây dựng rất là cổ kính, mà mình phải nói là rất là khâm phục. Các thế lực xuyên tạc chống phá Việt Nam, tụi nó luôn luôn tìm đủ mọi cách để phá hoại Việt Nam, để chia rẽ cái tinh thần đoàn kết dân tộc. Nhưng mà trở về với quê hương, lại mình nhìn thấy vấn đề tự do tôn giáo Việt Nam rất là tuyệt vời. Và hôm nay lại mình sẽ chia sẻ đến với anh chị các bạn về vấn đề một cái tôn giáo mà của Cao Đài. Các bạn thấy đây là một thánh thất Cao Đài rất là lớn, họ trùng tu liên tục và họ sửa sang, họ nâng cấp, phải nói là rất là ngạc nhiên. Mình nhìn thấy và cái sự tín ngưỡng của người ta rất là tự do, không có ai mà chính quyền làm khó cả. Các bạn thấy bên đây là một cái thánh thất Cao Đài nhá, còn bên kia đó các bạn thấy là một cái ngôi chùa của Phật giáo. Cái sự tự do tín ngưỡng vô cùng tuyệt vời anh chị các bạn. Cái đời sống tâm linh của người Việt của mình đó, nó rất là coi trọng và nó rất là được người dân họ sùng bái về những cái đời sống tâm linh, họ coi rất là trọng. Các bạn thấy về tôi đi ra chứ một góc đường bên kia là tôi thấy cả nhà thờ chùa chiền, và tại vì tôi nhìn thấy cái thánh thất này họ trùng tu liên tục và họ sửa sang mà không có gây một bất cứ trở ngại gì từ cái chính quyền địa phương hay gì cả, tại vì người ta cho phép. Về vấn đề tâm linh tín ngưỡng ở Việt Nam rất là tuyệt vời. Đây là một cái thánh thất họ đã đổi lên, các bạn biết, tại vì họ xây cất nó bị thấp hơn cái mặt nước biển á, mỗi lần mà mưa lũ lụt thì nó cứ ngập xuống, họ đưa lên khỏi cái mặt nền cũ á là gần 2 mét, các bạn thấy không, họ đưa lên cao như vậy và trùng tu và họ xây thêm những cái nơi để cho những người ta tu hành, sự tín ngưỡng rất là tuyệt vời. Nó không có phải giống như những cái gì mà những cái tụi chống cộng cực đoan ô hợp, những thành phần chống phá đất nước nó tuyên truyền. Các bạn thấy cái sự tín ngưỡng ở Việt Nam, tôi phải nói rất là nể phục. Và cái người dân á, họ tôn thờ cái tín ngưỡng, các bạn biết rất là tuyệt vời chị các bạn. Tôi không bao giờ đụng tới cái bất cứ một tôn giáo nào cả, tại vì mỗi tôn giáo họ có cái niềm tin của họ. Tôi chỉ chia sẻ về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam rất là tuyệt vời. Các bạn thấy không? Đây, người ta xây dựng và người ta họp hội và người ta thờ cúng, không có cái gì mà gọi là phải khó khăn về vấn đề mà chính quyền địa phương cả. Không những thế, chính quyền địa phương người ta còn khuyến khích nữa, còn được sự khuyến khích. Tại vì sao? Tôn giáo nó góp phần vào trong cái vấn đề mà trật tự an ninh xã hội. Tôn giáo đồng hành cùng chính phủ, đồng hành cùng thể chế để tạo nên một đất nước bình yên, chứ không phải tôn giáo tạo nên những cái sự bất an trong chính trị, làm rối loạn cái xã hội. Bởi tôi rất là ghét những kẻ nào mà lợi dụng tôn giáo, mượn chiếc áo nhà tu mà làm chính trị xuyên tạc, chống phá nhà nước. Tôi rất là kiêng kỵ những cái loại người như vậy, và tôi rất là ghét những cái hành phần như vậy. Họ rất là bị ổi,
họ là những kẻ gọi là buôn chính trị, những kẻ là buôn thần bán thánh, những kẻ lưu manh giả danh yêu nước. Cho nên tôi lên án kịch liệt những thành phần sử dụng tôn giáo trong cái mô hình chính trị, nó vô đạo đức. Tại vì các bạn biết đời sống tâm linh nó đem đến cho con người cái sự hướng thượng. Khi con người biết hướng thượng thì nó giảm đi những cái vấn nạn trong xã hội, vẫn nó giảm đi những cái tệ nạn, những cái tội ác, những cái mà nan đề của xã hội, chứ không phải tôn giáo gây bất an, bất ổn chính trị, rối loạn xã hội. Điều đó không thể chấp nhận anh chị các bạn. Hôm mấy tuần trước tôi cũng có đi tham quan đây đó, khi mà tôi có sức khỏe thì tôi đi đây đi đó. Tôi thấy cái vấn đề mà tôn thờ, mà tôn giáo Việt Nam phải nói là tuyệt vời. Các bạn thấy đây là cái khung chính điện của cái thánh thất, người ta đang trùng tu và sửa sang lại, các bạn thấy không, đẹp ghê không, nó uy nghi và tráng lệ. Cái sự tôn nghiêm của một cái tôn giáo rất là tuyệt vời chứ các bạn, nơi mà người ta thờ phượng, người ta hướng thượng để đi tìm đến một cái đấng tối cao, rất là tuyệt vời. Cho nên Lợi Minh live hôm nay để chứng minh cho anh chị các bạn cũng như những người Việt sống xa tổ quốc, khi không hiểu về quê hương sẽ nhìn thấy rằng Việt Nam là một đất nước có rất nhiều tôn giáo, và mọi tôn giáo luôn được bình đẳng, bình quyền, và họ được hành lễ theo cái nghi thức của cái giáo lý căn bản của từng tôn giáo, giáo chỉ của mỗi một cái giáo lý mà họ tôn thờ. Các bạn thấy rất là tuyệt vời. Không có gì mà cho rằng là Việt Nam không có tự do tôn giáo, chỉ có những kẻ mà xuyên tạc chống phá đất nước thôi. Người ta hành lễ khi những ngày Tết hay là những ngày mà có lễ rồi, người ta hành lễ, người ta đi hành lễ rất là phải nói là nhìn thấy rất là sôi động. Khi con người mà họ biết hướng thượng như vậy, nó sẽ tạo ra một xã hội lành mạnh hơn, một đất nước tốt đẹp hơn. Và